Lý An hét lớn, ta muốn có được thanh kiếm đỉnh nhất ở đây. Trên bầu trời sau khi nghe thấy tiếng của Lý An các thanh kiếm bắt đầu dục dịch chuyển động. Thật sự có phản ứng rồi, tưởng đâu lão chư trêu mình, ai ngờ đó lại là sự thật. Lý An đưa tay ra gọi một thanh kiếm bay đến chỗ mình, nào đến đây với ta nào, đang định đưa tay ra bắt lấy kiếm. Thì bất ngờ lại có một thanh kiếm khác bay đến và đánh văng thanh kiếm đang bay đến chỗ Lý An. Lý An lúc này mới nhìn lên trên bầu trời, hàng vạn thanh kiếm đang combat lẫn lộn với nhau. Chỉ vì một câu nói của Lý An mà chúng đã lao vào chém nhau, bởi vì thanh kiếm nào cũng muốn mình là thanh kiếm mạnh nhất. Bọn chúng đây là đang đánh lộn sao? Tất cả những thanh kiếm ở đây đều tự cho mình là thanh kiếm đỉnh nhất, không má nào chịu nhường má nào, nên thành ra đánh nhau rồi. Heo con và Lý An đứng ngoài quan sát trận chiến, Hai người cũng bất đắc dĩ không nghĩ là nó sẽ trở nên như vậy. Trên không trận chiến ngày càng trở nên kịch liệt, những thanh kiếm này chúng chém nhau tới long trời lở đất, kiếm khí bay tàn phá tứ tung, rất nhiều những thanh kiếm đã bị vỡ nát. Trận chiến kịch liệt đến nỗi phá hủy cả một ngôi sao ở phía xa, Lý Han thấy cảnh này cũng phải há hốc mồm cảm thán, thật là một cảnh tượng chấn động. Heo con thì cũng kinh ngạc không thôi, cảnh tượng này heo con cũng là mới lần đầu tiên được gặp. Thật không biết rằng chỉ vì một câu nói lại khiến toàn bộ kiếm đều bị phá hoại như vậy. Trận chiến đang dần đi đến hồi kết, vô số thanh kiếm đã bị vỡ nát chỉ còn lại một vài thanh mạnh mẽ vẫn còn giữ nguyên được thân hình thật đúng là lãng phí của trời những thanh kiếm này đều đánh tới mức quá hung hãn rồi một lát sau trên bầu trời chỉ còn duy nhất một thanh kiếm này nó hiên ngang mạnh mẽ từ từ tiến lại gần chỗ lý an lý han chỉ tay về phía chỗ thanh kiếm đó rồi nói với heo con lão chư chỉ còn sót lại một thanh kiếm duy nhất chính là thanh kiếm này nhìn toàn bộ những thanh kiếm vỡ nát trên bầu trời heo con cảm thấy thật tiếc nuối vì vô số những thanh kiếm ở đây, đều là thành quả sau bao nhiêu năm tích góp, vô số bội kiếm từng được các cường giả dùng qua, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn rồi. Lúc này thanh kiếm thắng cuộc, cũng là thanh kiếm mạnh nhất đã trôi nổi ngay trước mặt Lý An. Heo con nhận ra được lai lịch của thanh kiếm này, nó là tinh kiếm, thật không ngờ thanh kiếm này vậy mà lại bộc lộ tài năng xuất sắc như vậy. Cầm trên tay tinh kiếm, Lý An bất ngờ vung tay chém ra thử một kiếm, một luồng kiếm khí khổng lồ màu vàng chém ra, bay thẳng vào không gian vô tận xung quanh. Thanh kiếm này có tên là tinh kiếm, bởi vì sao nó được gọi là tinh kiếm? Bởi vì lắm trong tay thanh kiếm này, nhất kiếm chém tinh thần, nhất kiếm chém đoạn thiên hà, nhất kiếm phá thương khung. Lý A nhìn ngắm thanh kiếm không rời mắt, một kiếm phá thương khung, thanh kiếm này thật sự lợi hại vậy sao? Nhìn thấy tên nhà quê Lý An đang ngạc nhiên trước sức mạnh của tinh kiếm. Lão Chư liền nói thêm, phá thương khung đối với thanh kiếm này chỉ là chuyện vật mà thôi. Bây giờ lão chư ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm quyết căn bản, ngươi sẽ chính thức trở thành một kiếm sĩ chân chính." Vừa dứt lời lão chư tay phóng ra một luồng thần niệm màu vàng chui thẳng vào đầu Lý An. Ba ngày sau tại phủ thất hoàng tử. Lý An lúc này đang say sưa tay cầm tinh kiếm chăm chỉ luyện tập kiếm quyết mà lão chư truyền cho. Ầm ầm ầm. Lý An thuận tay vung kiếm, kiếm khí cắt ngọt vừa vặn, chia thành tảng đá trước mặt thành 12 phần bằng nhau. Kiếm pháp cơ bản là cũng tạm tạm rồi nhất kiếm phá thương khung. Một kiếm chém ra, trời long đất lở, chia đôi không gian thành hai nửa, mây đen tán loạn. Xuất kiếm một nhát, nguyệt quang chiếu rọi. Lý An vui vẻ đầy phấn khởi khoe thành tích với heo con. Lão chư, ta thành công rồi. Tốt, không sai, nhất kiếm phá thiên khung, sinh minh nguyệt, người đích thực là có thiên phú kiếm thuật đỉnh cao. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngày nay kiếm tu vô cùng hiếm thấy trên thế gian, Tuyệt đối không được nói cho kẻ khác biết mình là kiếm tu." Heo con nghiêm túc nhắc nhở, Lý An khẽ gật đầu đồng ý, "Ta hiểu rồi." Chuyển cảnh đến hoàng cung. Đôi gian phu dâm phụ, Lý Phong và Tư Mộ Kỳ đang nói chuyện với nhau về cách xử trí thất hoàng tử Lý An. "Thái tử ca ca, thất hoàng tử người định xử trí như thế nào?" Lý Phong mặt lộ ra vẻ hung ác thản nhiên nói với Tư Mộ Kỳ, "Nhổ cỏ tận gốc. Lý An chỉ là một tên phế vật." ta có một vạn cách thức để khiến hắn biến mất không một dấu vết. Vậy muội chờ tin tốt từ thái tử ca ca. Đúng thật là nồi nào úp vung đấy hai đứa đều ác độc như nhau. Đêm nay vốn dĩ là mây đen đầy trời vậy mà đột nhiên nguyệt quang lại sáng đẹp như vậy. Đây có lẽ là tín hiệu sắp có chuyện tốt sắp tới. Đúng vậy quả là đêm trăng đẹp, ngay cả ông trời cũng đang chiếu cố chúng ta. Đôi mèo mà gà đồng này mà biết được lý do bầu trời trở lên trong xanh, nguyệt quang chiếu rọi như vậy, là vì một kiếm của Lý An thì chắc chắn là sẽ đái ra máu. Lúc này tại phủ của Lý An đang có mấy tên áo đen bịt mặt di chuyển xung quanh. Chúng chính là người của Thái tử Lý Phong phái tới muốn nhổ cỏ tận gốc Lý An. Tên cầm đầu đeo khăn quàng đỏ quay lại nhắc nhở bọn đàn em, mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, đêm nay nhất định phải lấy được mạng của thất hoàng tử. Đại ca, một kẻ phế nhân đến tu vi cũng không có, một tay ta liền có thể tóm gọn. Huống hồ chúng ta đi nhiều người như vậy, đại ca người cứ yên tâm ba đứa áo đen thập thò hé cửa nhìn vào bên trong căn phòng nhìn thấy lý an vẫn đang ngồi thiền tĩnh tâm bọn chúng cho rằng thất hoàng tử này đang cố giả bộ rõ ràng là không có tu vi còn bày ra cái dáng vẻ như đang tu luyện diễn cho ai xem chứ tên đại ca liền nhắc nhở đừng chủ quan cẩn thận một chút vẫn hơn hai tên áo đen mở cửa sổ nhảy vào phòng lý an hai tên này nhanh tay rút kiếm chém thẳng về phía lý an đang ngồi thiền một tên còn hét lớn chịu chết đi lý an vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó chừng mắt nhìn hai tin áo đen tinh kiếm biến ảo liền xuất hiện trong tay lý an anh một kiếm chém ra hai tên áo đen không kịp phản ứng chỉ kịp đưa tay lên cổ ánh mắt đầy sợ hãi nhìn lý an không thể tin được một người không có tu vi tại sao lại có thể chém ra được một kiếm vừa nhanh vừa mạnh như thế này hai tên này ngay sau đó hồn lìa khỏi xác toàn thân đổ rầm rầm xuống sàn nhà Tên đại ca đứng núp ở bên ngoài cửa sổ chứng kiến thấy cảnh này, chán đổ mồ hôi vô cùng khiếp sợ. Chỉ bằng một kiếm, làm sao có khả năng? Đều ra hết đi. Biết mình đã bị Lý An phát hiện ba tiên áo đen còn sống lúc này cũng nhảy cửa sổ đi vào. Tên đại ca cầm đầu hỏi Lý An, ngươi là kiến tu, ngươi đoán xem, Lý An diễu cợt hỏi lại. Tên đại ca cùng hai tên đàn em liền dứt khoát chọn bỏ chạy, trong 36 kế chuồn là thượng sách. Đi, có biến quay về trình báo với thái tử trước các ngươi có thể chạy được sao lý an nhanh chóng một kiếm đuổi theo phía sau chỉ chốc lát đã lấy mạng ba tên này làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng là kiếm tu kiếm tu rõ ràng đã biến không kịp nói hết câu thì hắn đã ngã lăn ra đất lập tức mất mạng liền chết sáng hôm sau tại thịnh thành hoàng đô tư mộc ra tư lão gia chủ đang lửa giận đùng đùng tay đập xuống bàn dầm một cái trách mắng tư mụ kỷ hồ đồ ngươi lại dám làm ra cái chuyện đáng hổ thẹn như vậy phụ thân nữ nhi không có làm sai thất hoàng tử là kẻ phế nhân không có tu vi hắn không xứng với con hỗn sược không có tu vi thì sao chứ những năm qua thất hoàng tử nam trinh bắc chiến lập không ít chiến công hiển hách người căn bản không biết tới sự lợi hại của thất hoàng tử không có tu vi chính là phế nhân sau này khoảng cách giữa hắn ta và con ngày càng lớn hắn ta căn bản không phải là người xứng với con trên thế gian này vừa dứt lời thì tư mộ kỳ cô ta bị lão ra tử cho một bạt tai vào mặt phụ thân người vì một kẻ phế nhân mà đánh con tư mộ kỳ rưng rưng nước mắt chất vấn tư lão ra mau đi theo ta đi tạ lỗi với thất hoàng tử tư lão ra tức giận kéo tư mộ kỳ rời đi đến phủ thất hoàng tử tạ lỗi chuyển cảnh đến phủ thất hoàng tử lúc này lý an đang ngồi một mình tu luyện ở ngoài sân đột nhiên có một vị lão giả từ trên trời hạ xuống ngay vị trí lý an đang ngồi tu luyện giật mình lý han quát hỏi ai vậy vừa hạ xuống đất vị lão giả liền hỏi luôn ngươi là thất hoàng tử lý an chính là ta người là ai lý han ngạc nhiên hỏi lại cảm nhận được khí tức của vị tiền bối này thật là cường đại vị lão giả này giới thiệu lão là liệt dương tông bạch vân đạo sư tông môn yếu sinh lý à hà anh em nghe thấy đạo danh trưởng lão lý han vội vàng chắp tay khách khí thì ra là đạo trưởng liệt dương tông nghe danh đã lâu vị lão giả này tới thông báo cho lý an một việc đó là lý an đã bị xóa tên khỏi danh sách vào liệt dương tông nhập học tại sao chứ ngài không có tu vi cả đời làm phàm nhân nên hiểu rõ tại sao mới phải điệu bộ của lão giả nhìn có vẻ rất là coi thường lý an bạch vân đạo trưởng thực ra ta không phải như những gì người nghĩ lý an đang định vội giải thích với bạch vân trưởng lão rằng mình có tu vi không giống như mọi người nghĩ thì bị tiếng của tư mộ kỳ ngắt lời phụ thân đây là kẻ mà người nói rất lợi hại sao cũng chỉ là một phế nhân hai cha con nhà Tư Mộ Kỳ vừa hay đến đúng lúc Bạch Vân trưởng lão thông báo tin hủy tư cách tham gia liệt dương tông cho Lý An Tư Mộ Kỳ nghe được tin này càng đắc ý rằng việc mình phản bội Lý An là hoàn toàn chính xác Bạch Vân đạo trưởng của liệt dương tông còn đích thân tới hủy bỏ tư cách nhập học của hắn con thật sự nhỉ không ra hắn có chỗ nào lợi hại Tư Mộ Kỳ cô ta sau này mới trắng mắt ra kẻ nào đắc tội với nam chính thì không bao giờ có kết cục tốt. Tư lão ra tức giận quát con gái câm miệng. Thất hoàng tử, bi chức đưa tiểu nữ tới tạ tội cùng người. Tư mộ kỳ cô ta vẫn chứng nào tật đấy nga ngạnh, ương bướng, ngu xuẩn, vẫn cứ khẳng định là mình không làm sai, nếu như cần tạ tội. Phụ thân người tự mình làm, liệt dương tông đều không cần phế vật, con thật sự không biết tại sao người lại xem trọng hắn như vậy bạch văn trưởng lão đứng một bên chứng kiến sự việc vừa vuốt dâu vừa nói tường đổ chúng nhân cùng chống đỡ thế gian đều là như vậy tiểu tử ngươi cũng không nên có kiêu ngạo đây chính là quy luật vận hành của thế giới có trách thì trách bản thân ngươi không đủ mạnh đừng để người khác không cần tới nói xong lão liền cưỡi mây rời đi